Dân tiếp tục chương trình, xin kể đến là một lớp trích đoạn trong một giờ cải lương nổi tiếng trước đây. Dân xin kể đến một lớp giọng cổ trích trong vở tuồng Đường Gươm Nguyên Bá. Xin mời cùng thưởng thức. Lòng sò như màu hoa úa khóc những khi trời đổ mưa, những cánh hoa theo chiều gió lai. Cánh hoa rụng tả tơi lẻ nhiều như hạt mưa, mưa gió về nát cánh hoa xưa. Thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ sáu tháng nhớ, mong cùng xin tưởng chúc công ba ngày đêm khó nhọc. Khi thấy đánh triều dân tiếp đã mừng muốn khóc, vì chốc lát nữa đây sẽ gặp lại khách chung tình. Và tiếp sẽ tự tay rót hầu thái tử mấy tuần trà. Nhìn thấy tử cạn chén đầy rồi chén nữa, càng vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng muốn vào lòng dòng mắt ngọt tình yêu, trách buổi tương hội thời gian sao quá vội. Lòng tiễn thiếp là như vậy đó, thế tử rõ hơn ai sao còn nỡ đắng lên. Lòng sổ tiễn ai theo tiếng tơ, tiếng tim mùa ngân thế khỏi cửa loan phòng. Ai biết cho ta chân bước sau lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sau lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thai tiếng lòng. Ai biết cho ta chân bước sau lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sau lòng.